Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này. Hãy like, comment, subscribe, đăng ký, nút đăng ký dưới video này để có thể nhận được video tiếp theo của tôi sớm nhất. Bấm nút đăng ký hình quả chuông để lần sau tôi phát video, bạn là người nhận được video sớm nhất. Hãy theo dõi kênh tài chính đầu tư 40.vn hướng dẫn và phân tích chi tiết. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của tôi. Hẹn gặp lại. Chào mừng lên sân khấu, người các bạn đang mong chờ. Để nói về tầm nhìn trong tương lai, bây giờ là lời nói từ một người đàn ông có những thành tựu dài lâu, người tốt nghiệp đại học Harvard, là một trong những người khởi nghiệp thành công nhất Thụy Điển từ trước đến nay. Ông có rất nhiều năm kinh nghiệm và là một trong những người đứng đầu trong lĩnh vực xây dựng các công ty liên quan đến Internet toàn thế giới. Ông được Diễn đàn Kinh tế Thế giới gọi là nhà tiên phong trong công nghệ. Ông đã rung chuông trên phố Wall. Công ty tay trái của ông có hàng nghìn nhân viên. Chào mừng Johann Storm von Holstein. Wow, cảm ơn rất nhiều. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi được đứng ở đây. Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về lý do tại sao tôi nghĩ là tuyệt vời và tại sao tôi lại ở đây. Nhưng tôi xin lỗi khi phải bắt đầu bằng việc kể các bạn nghe về lịch sử của bối cảnh, một chút về hiện tại và một chút về tương lai. Tôi đến từ một nông trại ở đồng không mông quạnh, bên ngoài một ngôi làng nhỏ không quan trọng và bên ngoài một thị trấn nhỏ mà chưa ai từng nghe tới bao giờ. Và tôi mắc chứng khó đọc nên tôi không giỏi trong việc đọc hay viết. Tôi khá là tăng động và đó là lý do tôi vẫn hay đi tới đi lui trên này khi tôi đang phát biểu. Và thực tế thì tôi học khá tệ. Và khi tôi hoàn thành năm lớp 9 thì đó là việc duy nhất tôi đã làm. Tôi bắt đầu buôn bán năm tôi 6 tuổi. Ông của tôi là một ngư dân, nên thứ đầu tiên mà tôi thấy chính là cá. Và rồi tôi trở thành một người hâm mộ bóng đá, nên tôi bán kẹo ở các trận bóng năm tôi 12 tuổi. Và sau đó lại bán báo. Và năm 14 tuổi, tôi bắt đầu làm việc trong nhà máy phô mai. Nên tôi thực sự là một cậu bé nông dân. Và vào năm tôi 15-16 tuổi, khi tôi hoàn thành bậc phổ thông, hiệu trưởng trường đã nói rằng thằng bé không cần tiếp tục học, nó có thể làm việc toàn thời gian ở nhà máy. Và mẹ tôi đã từ chối chấp nhận điều đó. Bà đã nói, con trai tôi rất tài giỏi, nó rất thông minh, và nó sẽ học tiếp. Bà ép tôi học rất nhiều ngôn ngữ. Và vì tôi không thể đọc hay viết, hay có thể suy nghĩ tốt lắm, điều đó có lẽ không thông minh cho lắm. Nhưng bây giờ tôi đã biết tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh và Thụy Điển. Nên tôi khá là mừng vì mẹ tôi đã làm vậy. Nhưng mà tôi học vẫn rất tệ, nên tôi du lịch vòng quanh thế giới trong nhiều năm, và cứ đi quá giang khắp nơi, làm việc ở vị trí bồi bàn và buôn bán, và làm giáo viên dạy trực tuyến và làm những điều mà tôi thực sự thích làm, cho đến khi tôi gặp một tai nạn ô tô rất nghiêm trọng. Và tôi đã ở 3 tháng trong bệnh viện. Và khi ra khỏi đó, tôi nhận ra rằng tôi cần phải học gì, nên tôi đi học đại học. Điều này rất khó đối với một người gặp khó khăn trong việc đọc và viết giống như tôi. Nên tôi đã phải làm gì? Tôi đã học chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Và tôi gặp khó khăn khi cố tốt nghiệp. Và rồi tôi tự dạy bản thân mình, suy nghĩ bằng hình ảnh thay vì từ ngữ và chữ cái. Và điều này khiến tôi cuối cùng cũng hoàn thành văn bằng với điểm số rất cao. Nhưng không phải vì tôi rất tài giỏi, mà bởi vì tôi đã chăm chỉ hơn.
Và khi tôi tốt nghiệp, tôi có một công việc làm cho một trong những người giữ lửa tuyệt vời nhất Thụy Điển. Ông ấy không quá nổi tiếng bên ngoài Thụy Điển như ở trong nước, nhưng mà ông ấy là nền tảng của Thụy Điển ngày hôm nay. Bởi vì ông ấy phá vỡ lịch sử và quá khứ của Thụy Điển. Việc không tin tưởng vào cá nhân mà tin tưởng vào cộng đồng, tin rằng xã hội sẽ chăm lo cho chúng ta. Ông ấy đã thách thức điều đó và nói rằng bạn có thể tự mình làm được. Và tôi đã xoay sở được một vị trí làm cho ông ấy. Tôi gặp ông ấy ở Barcelona, nơi chúng tôi vừa rời đi hôm qua. Và tôi đã học trong 4 năm. Tôi mang nợ ngập đầu với khoản vay cho sinh viên. Và công việc đầu tiên tôi làm, tôi đã mặc một bộ Âu phục giống thế này. Và ông ấy nói không, 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 còn phải mặc quần jean và áo thun. Và áo thun của cậu phải bị dính bẩn. Và tôi đã hỏi tại sao. Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh, tôi đã học ở Harvard, tôi vô cùng chăm chỉ cho việc này. Và ông ấy nói không, mọi người khi bắt đầu làm việc cho tôi phải bắt đầu với việc cầm bia. Và khi cậu giỏi trong việc cầm bia, cậu có thể bắt đầu làm việc với tư cách là chủ tịch cho bất kỳ công ty nào cậu muốn. Và mọi người biết đó, tôi nhận ra việc này vô cùng bất công. Tôi đã có rất nhiều tham vọng, tôi đã rất chăm chỉ, vô cùng chăm chỉ để bước đến vị trí đó. Và tôi có một người bạn học chung, trẻ hơn tôi 5-6 tuổi, vì tôi lớn tuổi khi tôi bắt đầu học, và cậu ta thực sự học khá là tệ. Nhưng cậu ta biết rằng, bố cậu ta quen biết người mà tôi làm việc cho, và cậu ta có một công việc, và các bạn biết đó, văn phòng chính với bộ Âu phục đẹp đẽ. Còn tôi thì phải bắt đầu từ tuốt ở dưới, và tôi thấy việc này không hề công bằng. Và các bạn biết gì không? Cuộc sống là không công bằng. Và chúng ta phải thực sự hạnh phúc vì cuộc sống không công bằng. Bởi vì nếu như nó công bằng, thì chúng ta hẳn là rất chán. Bởi vì có 70 tỷ người trong lịch sử loài người, nên hẳn chúng ta đã rất chán. Và có lẽ là hàng nghìn hoặc hàng trăm năm về trước, khi loài người chết đi do quá khổ vào năm 13 tuổi. Và chúng ta đều được sinh ra vào cuối những năm 1900. Nhưng mà chúng ta sinh ra ở đâu không quan trọng. Chúng ta sinh ra trong kỷ nguyên tuyệt vời nhất mọi thời đại. Chỉ điều này thôi, coi như thắng vé số rồi. Thực ra thì sự thật rằng chúng ta tồn tại đã như là thắng vé số rồi. Xét theo số lượng tinh trùng và tiêm chủng, chúng ta đều là những người thắng cuộc từ ngày đầu. Dù chúng ta sinh ra ở đâu, chúng ta có màu da gì, chúng ta có trí khôn ra sao, chúng ta tồn tại và chúng ta có khả năng làm gì đó với cuộc sống, cuộc đời của mình. Vậy nên tôi ngồi xuống và nói, cuộc đời này không công bằng. Như Bill Gates từng nói, tình yêu không công bằng, hãy làm quen với điều đó đi. Tôi nhận ra làm sao tôi có thể thắng được. Tôi sẽ thắng từ công việc cầm bia mà tôi làm, là sáng tạo ra một chuỗi các cửa tiệm hoặc cửa hàng hàng hóa trên truyền hình. Hàng hóa vận chuyển không thành công, tôi nhận ra tôi sẽ chăm chỉ hơn mọi người 2 giờ đồng hồ. Bởi vì nếu tôi làm việc nhiều hơn 2 giờ, tôi chăm chỉ hơn. Chẳng có ai thông minh hơn tôi 2 giờ đồng hồ mỗi ngày cả. Nên tôi đi làm trước mọi người ở văn phòng vào buổi sáng và cuối ngày, các bạn biết đó. Khi người cuối cùng về nhà, tôi đặt đồng hồ và ở lại thêm 1-2 giờ nữa. Và sau vài tháng, tôi đã hoàn thành dự án sớm hơn 1 tháng so với sếp đã dự đoán. Và rồi tôi bắt đầu làm một kế hoạch kinh doanh cho một kênh truyền hình. Ông ấy quay về sau một chuyến đi, tôi đưa cho ông ấy kế hoạch kinh doanh. Ông ấy cho tôi làm giám đốc tiếp thị cho kênh truyền hình. Kênh truyền hình không ai biết đến, nó không thực sự biết được, không có nguồn gốc gì hết. Nên tôi đã thiết kế chiến lược tiếp thị cho kênh này và mang nó từ 6-7% được biết đến thành 90% trong 6 tháng. Ông ấy đã gọi cho tôi và nói, cậu đã làm rất tốt. Và sau 9 tháng sau khi tốt nghiệp đại học, cậu sẽ là giám đốc điều hành cho công ty của tôi. Và tôi reo lên tuyệt. Ông ấy nói, tôi phải làm gì đây? Cậu ta là thông tin số. Bạn biết thông tin số chứ? Nó hẳn là phương tiện nhàm chán nhất từng được con người phát minh ra. Và tôi đã cố thoát khỏi tình huống đó. Nên tôi nói, John, ông biết đấy. Thưa mọi người, ông ấy là John Steinbeck. Và tôi nói rằng, ông biết đấy, căn bản tôi là một gã ngốc. Bố tôi đã bảo như vậy khi tôi mới 12 tuổi. Tháo một phần của xe đạp ra và không gắn vào được. Và John nói một điều rất quan trọng với tôi. Ông ấy nói, Johan, mọi kẻ ngốc đều có thể học bất kỳ thứ gì trong vòng 3 tháng. Câu nói đó mang tính cách mạng đối với tôi. Bởi vì đột nhiên tôi hiểu được sự khác biệt giữa một người thạc sĩ cực kỳ thông minh từ trường MIT và một người là một cậu bé nông dân mắc chứng khó đọc và từng lật phô mai chỉ to có chừng này mà thôi. Nó hoàn toàn không là gì hết. Và tôi nhận ra rằng điều này vĩ đại đối với tôi đến mức đột nhiên. Tôi nhận ra rằng mọi người đều có thể làm điều mà họ muốn nếu họ để tâm tới điều đó. Nếu họ chỉ dành ra 3 tháng và quyết định rằng họ sẽ có thể thành công. Nên tôi nhận công việc làm giám đốc điều hành trong vòng 6 tháng. Tôi đã xây dựng công ty sản phẩm thông tin số lớn nhất trên toàn thế giới với văn phòng ở 8-9 quốc gia khác nhau. Ông ấy đã gọi cho tôi
Và ông ấy nói, điều này thật tuyệt vời, cậu thật tuyệt vời. Bây giờ, cậu làm phó chủ tịch điều hành cho ngân hàng tôi sở hữu ở Luxembourg. Nên tôi đi vào ngân hàng và tôi đã ở đó trong 2 năm, sống cùng với ông ấy. Và tôi nhận lương từ 2.000 đô một tháng khi bắt đầu. Con số đó đến bây giờ vẫn rất ổn. Nhưng đối với một thạc sĩ với rất nhiều khoản nợ sinh viên thì nó không tốt. 5 năm sau, tôi có 35.000 đô một tháng. Tôi có một chiếc xe thể thao mui trần. Tôi sống cùng với John Steinbeck trong nhà của ông ta. Và... cảm ơn anh rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng tôi giàu có và thành công đến không tưởng tượng được. Và vào một đêm nọ, khi chúng tôi chỉ mặc quần con và đang uống rượu whisky, sau khi ra ngoài tiệc tùng, tôi đã hỏi ông ấy cần bao nhiêu tiền để giàu có, vì tôi cảm thấy tôi rất là giàu. Tôi đã có khoảng 1 triệu đô trong cổ phần không liệt kê của các công ty ông ấy. Và ông ấy đã hỏi, sao vậy Johan? Hẳn cậu cần 50 triệu. Tôi đã nói rằng 50 triệu đô sao? Ông muốn 50 triệu đô làm cái quái gì chứ? Ông ấy bảo, cậu biết đấy, cậu cần một trang trại, cậu cần một căn hộ ở New York, một căn hộ ở Stockholm, một căn nhà mùa hè ở Santa, và một cái gì đấy ở trên núi. Cậu cần một chiếc tàu và nhân viên trên tàu, xe thể thao, tranh nghệ thuật trên tường, trang sức cho vợ và các con học đúng trường. Trong đời tôi chưa từng nghĩ về giá trị theo hướng đó. Tôi chưa từng nghĩ về quá nhiều tiền. Tôi nghĩ rằng điều đó là không thể đối với tôi. Và chúng ta biết gì về việc bất khả thi chứ? Chẳng có gì là bất khả thi hết. Nên tôi bước đến cạnh ông ấy và nói, John, tôi muốn có 50 triệu đô. Và ông ấy nói, Johan, ở với tôi trong vòng 10 năm đi. Tôi hứa với cậu là cậu sẽ có 50 triệu đô. Vấn đề là, đó không phải là tổ chức từ thiện. Có nghĩa là nếu tôi kiếm được 50 triệu đô khi làm việc cho ông ấy, hẳn tôi cần phải kiếm được 200 triệu đô cho ông ấy. Và nếu ông ấy nghĩ rằng tôi đủ tài giỏi để kiếm được 250 triệu đô, thì tôi không cần phải làm việc cho bất kỳ ai. Nên cuối cùng tôi đã từ chức. Và tôi đặt mục tiêu cho riêng mình. Tôi cần làm ra 50 triệu đô, không phải vì tôi thực sự cần 50 triệu đô, mà vì tôi cần chứng minh rằng tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Và tôi cần phải kiếm 50 triệu đô trong vòng một nửa thời gian đưa ra thôi. Vậy nên, tháng 1 năm 1996, là một trong những người khởi nghiệp và tiên phong trong mạng Internet ở châu Âu, tôi mở một công ty cùng vài người bạn tên là Icon Media Lab. Trong 5 năm, chúng tôi biến nó từ 0 đến 3.500 nhân viên, 32 văn phòng ở 26 quốc gia khác nhau. Khi ra mắt, chúng tôi đứng đầu trên thị trường trao đổi chứng khoán ở Thụy Điển, thứ hai trên thị trường trao đổi chứng khoán ở New York. Và thật ra tôi đã mở truyền hình trực tiếp chương trình trao đổi chứng khoán New York trên đài CNN. Tôi bắt đầu công ty kinh tế chia sẻ đầu tiên trên thế giới tên là letsbuyit.com, là công ty đầu tiên cố gắng tập trung đám đông và tạo ra giá trị từ nó. Bằng cách nói rằng, nếu chúng ta muốn mua một chiếc xe giá rẻ, thì chúng ta nên xem từng chiếc một. Và đó là vào năm 1998. Nhưng vào năm 2000, tôi đã gây dựng nhiều công ty và tạo ra giá trị. Và tôi phải tính được khoảng 5-6 tỷ đô la Mỹ. Và tài sản cá nhân của tôi lúc đó tôi tính được là khoảng 600 triệu đô. Tôi đã hạ gục hoàn toàn bạn của tôi, người đã bắt đầu bằng bộ âu phục xinh đẹp và văn phòng xinh đẹp. Và tôi làm vậy bằng cách nào? Bằng cách mỗi ngày làm việc nhiều hơn 2 giờ đồng hồ. Không phải một, mà là 2. Thành thật mà nói, có lẽ đôi khi là cố đến mức gần như gục ngã. Cố đến gục ngã, tôi thích cách nói đó. Bởi vì nếu như bạn làm việc chăm chỉ hơn, không ai có thể thông minh hơn bạn. Như đây, nếu như bạn làm việc nhiều hơn bấy nhiêu, điều đó biến mọi người thành người thắng cuộc. Bất kỳ ai đều có thể làm bất kỳ thứ gì mà họ muốn và đạt được bất kỳ thứ gì. Phải. Và chúng ta có thể làm được việc này. Và hãy thôi nghĩ tiêu cực đi. Việc này là kinh nghiệm phi thường đối với tôi khi xây dựng nên những thứ này. Và bây giờ, bong bóng Internet đã như vậy và nó rơi xuống và tôi mất mọi thứ. Điều đó có quan trọng không? Không. Bởi vì bạn biết không, bạn có 1 cơ hội, 2 cơ hội, 3 cơ hội và cuối cùng đối với người kiên trì và làm việc chăm chỉ, không bao giờ bỏ cuộc, thì đó là bài học đầu tiên trên thế giới. Và nếu như bạn không bỏ cuộc, nếu bạn làm việc chăm chỉ và bạn đặt tiền của và năng lượng của bạn vào đó, đặt đam mê vào đó, bạn gắn kết với điều gì đó mà bạn muốn làm, thì không có gì là bất khả thi hết. Thế nên,
Trong khoảng thời gian này, tôi đã là một trong những người nhìn xa trông rộng đầu tiên của Internet. Tôi yêu Internet bởi vì tôi nhìn thấy nó sẽ xây dựng hệ thống có thể phá vỡ sự độc quyền. Nó sẽ phá vỡ những người trung gian không cần thiết. Nó sẽ đặt sức mạnh vào tay loài người. Và tôi trông thấy Internet đi từ việc không ai từng nghe đến nó vào năm 1996 đến việc ở bất kỳ mọi nơi. Tôi biết nó sẽ ở trong điện thoại di động. Tôi biết rằng chúng ta sẽ tải phim trên đó. Tôi đã hình dung ra điều này trước mắt mình. Bởi vì bạn đã hình dung ra nó, thì nó sẽ là có thật. Đúng vậy. Pablo Picasso, nghệ sĩ giỏi nhất trong lịch sử loài người, đã nói rằng nếu bạn có thể thấy nó, nếu bạn có thể hình dung ra nó, nếu bạn có thể thấy 10.000 người ở sân vận động, thì nó là có thật. Bạn có thể làm được nếu như bạn hình dung ra nó. Bạn cần phải hiểu rằng bạn cần phải đặt ra mục tiêu, biết những gì bạn muốn, nhìn thấy bạn muốn đi đâu, và cứ làm mà thôi, theo cách của nhãn hiệu này. Rồi, tôi nói gì rồi? Tôi lạc đề mất rồi. À, phải rồi, tôi đã trông thấy hướng đi của Internet. Và tôi nói rằng đến cuối cùng thì Internet sẽ đến với người có quyền, và nó có thể giúp cho chúng ta tận dụng mạng lưới của chúng ta dưới giá trị kỹ thuật số mà chúng ta có. Và tôi đã kinh sợ khi thấy điều mà Google làm. Tôi thực sự rất kinh sợ khi thấy điều Google làm bằng cách cướp đi danh tính, kỹ thuật số, bằng cách tạo ra những hồ sơ mà họ sẽ bán hoặc khai thác chúng. Và rồi Facebook đến. Khi Facebook đến và Google ra mặt, nói rằng đừng làm điều xấu. Tôi đã nói rằng điều đó thật buồn cười khi phát ra từ công ty xấu xa nhất lịch sử loài người. Và khi Facebook đến, tôi nói, bây giờ, cuối cùng thì Google cũng có được người xấu xa hơn cả họ nữa rồi. Và tôi nói rằng Facebook sẽ trở thành công ty có giá trị nhất trên thế giới. Vì sao? Vì họ cướp tất cả mọi kiến thức, kinh nghiệm và giá trị mà đáng ra chúng ta nên có. Họ đã cướp đi thứ quan trọng nhất, đó chính là mạng lưới của chúng ta. Và họ xây dựng lợi nhuận, và họ kiếm được hàng tỷ tiền và giá trị của chúng ta mà đáng ra chúng ta nên có được chúng. Vì vậy, tôi dự đoán thứ chúng ta ngày nay gọi là tiếp thị có ảnh hưởng, khả năng và giá trị của việc thực sự có thể kiếm lợi nhuận từ mạng lưới mà chúng ta có và những thương hiệu mà chúng ta gây dựng cho bản thân mình và sự chăm chỉ mà chúng ta đã đặt ra để xây dựng kiến thức, thương hiệu, kinh nghiệm và mạng lưới này. Chờ tôi một chút. Xin lỗi mọi người. Và tôi đã cố xây dựng một công ty có tên là MyQ vào năm 2009, cùng năm với Bitcoin ra đời. Và tôi tạo ra tiền điện tử gọi là một đồng xu khối lập phương. Là khối lập phương. Tôi đã mua 1.000 đồng Bitcoin. Tôi đã mất trong 2 tuần. Và bởi vì nó quá phức tạp, tôi ước mình có thể tìm thấy chúng. Nhưng mà tôi đã không thể làm được. Nhưng, và ý tưởng của khối lập phương của tôi chính là mọi người nên tự mình sở hữu danh tính kỹ thuật số của mình để có thể khai thác nó và dùng nó làm đòn bẩy cho kiến thức mạng lưới mà nó có và giá trị mà chúng ta có thể gắn vào môi trường kỹ thuật số. Công ty vì nhiều lý do mà thất bại. Đôi khi bạn không thành công, nhưng lúc đó bạn làm gì? Bạn không bao giờ bỏ cuộc. Tôi đang tìm cách khác để nói ra vài thứ. Và tôi đã quen Jonas trong 10 đến 15 năm. Và Jonas đã chỉ cho tôi rất nhiều thứ có mạng lưới khác nhau. Và tôi thích ý tưởng của việc giao lưu và không phải tiếp thị trên mạng. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự thấy rằng những ý tưởng đủ tốt hay tới nơi tới chúng. Cho đến khi ông ấy gọi cho tôi trong tháng 4 hoặc tháng 5 và nói rằng, Johan, lần này chúng ta làm mọi việc rất đúng. Chúng ta có 15-20 năm kinh nghiệm. Chúng ta xây dựng trên nền tảng và chúng ta biết điều đúng đắn. Chúng ta sẽ bán sản phẩm kỹ thuật số. Và tôi nhìn ra quanh và tôi đã thấy, trời, thứ này có tiềm năng thay đổi tất cả mọi thứ. Nó trả lại khả năng tạo đòn bẩy từ mạng lưới, bán sản phẩm kỹ thuật số đến bạn bè và gia đình hoặc người ở khu lân cận. Nếu như mọi người, bất kỳ ai, làm việc này chăm chỉ, chúng ta có thể mang lại thương mại đến tất cả mọi người. Tôi lặp lại là có thể mang thương mại đến tất cả mọi người. Tôi vô cùng tin tưởng vào nền kinh tế gig. Căn bản thì nền kinh tế gig có nghĩa là kỹ thuật số hóa càng tăng trong các ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Con người và các công ty sẽ càng bị kỹ thuật số hóa, mọi việc thay đổi một cách nhanh hơn. Tôi lặp lại, mọi việc sẽ phát triển một cách nhanh hơn rất nhiều. Và vì điều đó xảy ra, không ai làm trong công ty có một chiếc đồng hồ vàng. Các công ty không tồn tại lâu đến như vậy. Hẳn là bạn phải đổi công việc mỗi 5, 6, 7 năm hoặc là mỗi 3 tháng. Và việc tranh đấu sẽ rất khó khăn.
bởi vì có quá nhiều người, vì thậm chí bạn không thể làm ra đủ tiền trong công việc toàn thời gian. Bạn phải làm thêm một vài thứ. Bạn phải có những cách để làm đòn bẩy cho khả năng của riêng bạn, và bạn phải có khả năng để kiếm thêm tiền trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ mà bạn đã bỏ ra. Và vì lý do đó, tôi tin rằng bạn biết đó, một công ty có thể cho con người khả năng để tìm kiếm khả năng thương mại để buôn bán và kiếm thêm tiền. Việc đó là vô cùng quan trọng, thực sự rất quan trọng. Cố vấn của tôi, John Steinbeck, ông ấy nói với tôi rằng không có gì giá trị bằng một người buôn bán giỏi. Bạn có thể có một công ty tệ hại với sản phẩm tệ hại và người buôn bán giỏi, bạn vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ. Bạn có thể có sản phẩm tuyệt vời trong một công ty tuyệt vời và người buôn bán tệ và công ty sẽ phá sản. Một người buôn bán giỏi thực sự vô cùng quý giá đối với mỗi công ty. Và không có gì thảm hại bằng một người buôn bán nhưng không buôn bán. Round One không phải là một dự án từ thiện. Nó sẽ không khiến cho mọi người thành công. Nhưng nếu bạn cam kết, nếu bạn làm việc cực lực, chúng tôi sẽ mang thương mại đến châu Phi, nơi những thứ khác sẽ trở thành tiền từ thiện. Chúng tôi nói không, hãy làm việc kinh doanh. Chúng tôi sẽ có thể xây dựng, tìm công ty và sản phẩm không đến được châu Phi nếu không có chúng tôi. Và chúng tôi sẽ có thể khiến mọi người tìm công việc và khả năng để giữ lấy trách nhiệm cá nhân cho chính tương lai của họ. Và điều này làm cho tôi vô cùng thích thú. Bởi vì nếu chúng tôi làm đúng việc này, đây sẽ là mạng lưới cuối cùng bạn tham gia. Đây sẽ là mạng lưới kéo dài trong 20 năm. Chúng tôi sẽ có được bởi vì cái đẹp. Bao nhiêu người trong các bạn sử dụng mạng xã hội ở đây? Bao nhiêu người trong các bạn có hơn 500 người trong mạng lưới của mình? Hầu hết mọi người. Nếu chúng tôi có thể chạm đến ngưỡng 10 triệu người kết nối trong Round One, và họ đều có nhiều hơn 500 người trong mạng lưới của họ, điều đó có nghĩa là chúng tôi chạm đến ngưỡng 5 tỷ người. Đó gần như là mọi người trên thế giới có sử dụng mạng xã hội hoặc mạng lưới Internet. Điều này có nghĩa là chúng tôi không chỉ thay đổi cuộc sống của người buôn bán rau quanh, nhưng chúng tôi cũng sẽ thay đổi cả thế giới thông qua cách những người lập nghiệp với sản phẩm tốt không phải đi đến ngân hàng để kêu gọi cấp vốn, hoặc bất kỳ ai thích hoặc không thích sản phẩm của họ và chơi trò thượng đế. Nhưng chúng tôi sẽ đưa sản phẩm tốt đến mọi người với lợi nhuận cho công ty và cho người buôn bán trong Round One. Chúng tôi sẽ thay đổi thế giới. Và chúng tôi rất bận tâm. Tôi đã tham gia vào việc này. Tôi đã hoài nghi. Bởi vì bạn biết có tiếng xấu trong tiếp thị nhiều tầng. Chúng tôi không phải là công ty tiếp thị nhiều tầng. Việc này tôi đã hoài nghi là vì có quá nhiều rủi ro nếu người ta không làm đúng chuyện này. Tôi nhìn mọi người và những tài năng, và những người lập trình, và những người làm an ninh, và niềm đam mê và cam kết Jonas đã đặt vào tài năng của người buôn bán mà tôi thừa nhận, và những tham vọng lâu dài và những người nhân hậu. Tôi đã nói chuyện với ông Botswana, người đã nói chúng tôi mang người nghèo ra khỏi cái nghèo. Chúng tôi mang thương mại đến châu Phi, và tôi cảm thấy nếu chúng tôi làm đúng việc này, nếu chúng ta tận tâm, và nếu chúng ta chăm chỉ, thì lúc đó bất khả thi là không gì cả. Tốt lắm. Tôi là một người rất đa cảm. Tôi thực sự cảm thấy gắn kết với tiềm năng trong chuyện này. Và nếu chúng ta cam kết rằng chúng ta làm cùng nhau, bởi vì điều tôi cũng thích ở đây chính là mọi người làm việc cùng với nhau. Việc này không chỉ là về tôi và việc này. Điều quan trọng là làm nên điều gì đó. Chúng tôi cần có được khối lượng quan trọng. Chúng tôi cần đủ người trong ngành công nghiệp này để thực sự ra ngoài kia tạo nên tác động. Và chúng tôi sẽ vô cùng đau khổ vì các công ty đầu tư mạo hiểm và vì hệ thống ngân hàng. Chúng tôi đặt tiền kỹ thuật số và tiền mặt vào tay những người thậm chí không thể mang lại lợi nhuận ở một vài quốc gia. Vì vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi sẽ làm việc vô cùng chăm chỉ để biến việc này thành thành công thứ ba của tôi. Tôi có tham vọng rằng một ngày sẽ công khai điều này trong một buổi trao đổi chứng khoán. Và hãy hạ gục vài người nào. Cảm ơn tất cả mọi người.